Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 với chủ đề Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh sống động từng trải nghiệm do Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức diễn ra trong 4 ngày từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 7 đã khép lại với lượng khách đến tham quan trải nghiệm cùng với tổng doanh thu tại các gian hàng. Qua 4 ngày tổ chức, Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2020 đã đón khoảng 200.000 lượt khách tham quan, có hơn 9.300 lượt khách mua tour tại các gian hàng lữ hành. Doanh thu của các doanh nghiệp trong ngày hội đạt trên 40 tỷ đồng. Điểm mới trong ngày hội lần này là lần đầu tiên liên hoan ẩm thực món ngon các nước được tổ chức chung với ngày hội, nhận được sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp và cũng là lần đầu tiên tổ chức gian hàng chung của 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và 5 tỉnh Đông Nam Bộ để đẩy mạnh liên kết vùng. Kết quả này góp phần hiện thực hóa mục tiêu đặt ra của ngày hội, đó là thúc đẩy kích cầu du lịch nội địa, thiết thực triển khai chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam, hỗ trợ ngành du lịch phục hồi sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, cũng như góp phần quảng bá hình ảnh của Thành phố Hồ Chí Minh, điểm đến thân thiện, hấp dẫn, an toàn.